Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin lành cho người Việt. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học với chủ đề đó là tại sao tình yêu thương quan trọng dựa trên câu gốc Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 7. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Amen. Đó là một cảm giác khoan khoái khi làm điều gì đó mà bạn giỏi. Và Đức Chúa Trời đã tạo ra mỗi người chúng ta với những tài năng để chúng ta có thể trở thành người mà Ngài kêu gọi chúng ta trở nên. Một số người trong chúng ta là giỏi giao tiếp, những người khác giỏi đưa ra sự khôn ngoan vững chắc. Nhưng tất cả chúng ta đều có những tài năng có thể sử dụng cho sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, trong Cô-rinh-tô nhất chương 13, Phao-lô nhấn mạnh rằng nếu không có tình yêu thương, những ân tứ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta không thể phát huy hết khả năng của chúng. Phao-lô thậm chí còn gợi ý rằng chúng ta có thể là những người tài năng nhất trên thế giới, nhưng nếu chúng ta không có tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong lòng thì lời nói và việc làm của chúng ta về cơ bản là vô nghĩa. Tình yêu thương được coi là đặc điểm lớn nhất trong tất cả các đặc điểm vì tác động tích cực đến mọi sự, bao gồm cả cách chúng ta sử dụng những ân tứ của mình để đáp lại tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta biết tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta có thể có đức tin để tin rằng Ngài là đấng, Ngài phán và thực hiện những gì Ngài hứa sẽ làm. Đức Chúa Trời sẽ tạo nên đức tin, hy vọng và tình yêu thương để chúng ta không ngừng tin tưởng vào khả năng khôi phục thế giới trở lại trạng thái tốt nhất của Ngài. Ngài cũng tạo ra những điều này bởi vì khi chúng ta sử dụng các ân tứ của mình và tin tưởng kỳ vọng rằng chúng sẽ được sử dụng cho các mục đích đời đời. Ngài tôn trọng sự tin cậy của chúng ta và vận hành mạnh mẽ qua chúng ta. Vì vậy hãy dành một chút thời gian và xử lý nơi bạn đã thấy rõ ràng tình yêu thương của Đức Chúa Trời đang vận hành trong cuộc sống của bạn. Sau đó, hãy cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ cách bạn có thể nêu gương yêu thương cho người khác trong tuần này. Xin mời chúng ta cùng suy ngẫm. Bạn sẽ thể hiện tình yêu thương ngày hôm nay thế nào? Một, tôi sẽ tin tưởng ai đó thay vì nghi ngờ họ. Hai, tôi sẽ bênh vực vì một ai đó. Ba, tôi sẽ cố ý cầu nguyện cho ai đó. Xin mời các bạn hãy chọn một trong ba đáp án thì mình sẽ chọn đáp án thứ nhất. Tôi sẽ tin tưởng ai đó thay vì nghi ngờ họ. Amen. Xin mời chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Đức Chúa Trời ơi, xin chỉ cho chúng con cách cân chỉnh cuộc đời chúng con với tình yêu thương của Ngài. Chúng con muốn thể hiện Ngài là ai ở thế giới xung quanh chúng con. Xin hãy kéo chúng con đến gần Ngài hơn để chúng con trông giống Ngài hơn. Xin dạy chúng con cách yêu thương như Ngài bằng cách bảo vệ, tin cậy, hy vọng và kiên nhẫn thay cho người khác. Nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và học lời Chúa ngày hôm nay. Và đừng quên chia sẻ kênh Tin lành cho nhiều người biết đến tình yêu của Chúa. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị và các bạn.